Kính chào quý vị, mình đang xem chương trình Việt View Sức khỏe tâm lý, gia đình và cộng đồng của đài Lý Đô Sài Gòn TV trên băng tầng 56.7 Galaxy 19 và trên website của đài. Thì chương trình hôm nay Peter và chị Pauline Lê nói về trung tâm tài nguyên dành cho người chăm sóc thân nhân. Trung tâm này ở thành phố Fullerton, chúng tôi phục vụ cho tất cả những quý vị ở quận Cam và có những cái địa điểm khác ở trong Cali nữa. Thì nếu mà quý vị ở chỗ khác thì chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị đến những trung tâm ở đó, những cái quận khác. Và ở ngay quận Cam, ở ngay Lý Đô Sài Gòn của chúng ta, trung tâm có một cái văn phòng nhỏ gọi là văn phòng của Trung tâm Phục vụ Cộng đồng Người Việt Nam ở đường MacFadden và Magnolia. Thì nhiều khi nếu mà thuận tiện thì chị Pauline sẽ gặp quý vị ở đó, lấy hẹn gặp ở đó để cho tiện. Thì hồi nãy chúng tôi nói về cái vấn đề mà kế hoạch chăm sóc, thì đang nói về cái mẫu mà kế hoạch chỉ thị sức khỏe chỉ thị trước, có nghĩa là mình điền trước để mà mình biết được rằng mình muốn làm như thế nào về sức khỏe của mình trong trường hợp mà mình không thể nào mà quyết định được. Ngoài trừ cái đó ra thì mình có thể làm những cái chuyện khác để mình kế hoạch nữa chứ không phải là cái đó không. Thì xin mời chị Pauline mình nói tiếp về vấn đề kế hoạch. Pauline muốn chia sẻ là quý vị có thể lên trên website gọi là caregiveroc.org, download cái form bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thì ví dụ như là cái form này nó có thể nói về là quý vị muốn oxygen lúc mà thở không được, có muốn cái máy thở hay không, có muốn đồ ăn đưa vào bụng hay không, có muốn để cái trường hợp này là thời kỳ cuối rồi. Nếu mà quý vị mà muốn làm người thực vật thì cứ nằm như vậy, đồ ăn đưa vào bụng và oxygen tank. Thì cái tờ giấy này nó chỉ áp dụng khi nào người bệnh bác sĩ nói là không thể chữa được, chứ không phải là quý vị đang còn sống mà chữa được mà người ta lấy rút dây ra nhá. Thành ra đây là cái thời kỳ cuối để tránh cái trường hợp cái người bệnh đó không cách nào tỉnh lại được mà cứ nằm hoài năm này qua năm kia. Tôi biết có những người nằm như là cái trường hợp cái cô đó 15 năm, người Việt Nam mình cũng có nhiều, rất là nhiều trường hợp như vậy xảy ra. Và có nhiều người bệnh không điền cái tờ giấy đó thì gia đình không có thể quyết định được. Người Việt Nam mình cứ nghĩ là ông chồng hoặc người vợ hoặc con cái tôi có thể quyết định giùm tôi. Không phải như vậy. Ở bên Mỹ này, một người lớn trên 18 tuổi, nếu mà mình không có điền ra những cái ước nguyện của mình thì không ai quyết định giùm cho mình được hết. Thì cái kế hoạch chăm sóc nó kệ, đó là cái chuyện đầu tiên cần phải làm. Đó là chỉ thị trước về sức khỏe và y tế và hậu sự. Về hậu sự thì kể cả là quý vị muốn chôn cất thế nào thì trong cái tờ giấy đó nó cũng có chi tiết là quý vị muốn chôn cho cremation là thiêu hoặc là chôn cất thì quý vị sắp xếp thế nào thì cho con cái nó biết trước ở trong cái tờ giấy đó để theo nhu cầu quý vị. Và kế hoạch chăm sóc thì còn có nhiều loại khác nhau. Thì bà Rosalynn Carter là bà vợ của cựu tổng thống Jimmy Carter. Bà nói một cái câu rất là hay. Bà nói là trên đời này chỉ có 4 loại người thôi. Là thứ nhất là loại người đang cần một loại người cần người khác chăm sóc. Thứ hai là một người hiện giờ đang chăm sóc cho người khác, người đã từng chăm sóc cho người khác, và một người là nữa là gọi là cần người khác chăm sóc cho bản thân mình. Thì chỉ có 4 loại người đó thôi. Thì cái kế hoạch chăm sóc thì thứ nhất là nếu mà mình muốn sống tự lập thì mình cần biết những dịch vụ gì. Dĩ nhiên là mình cần phải biết về những dịch vụ như là đồ ăn đưa tới nhà, dịch vụ xe đưa đi lúc mà mình không lái xe được nữa chẳng hạn, bác sĩ hoặc là DMV cấp bằng thì quý vị phải dùng cái những cái hệ thống xe cộ thế nào, và những dịch vụ chăm sóc y tế ban ngày, chăm sóc tại gia, những cái dịch vụ gì mà quý vị có thể xin được. Và ai có thể xin được chương trình nào. Thì đó là cái chuyện đầu tiên quý vị phải cần biết để có những cái kế hoạch về để mình mà những cái kế hoạch đó mình có thể thực hiện được. Và là cái thập thứ hai là những cái lựa chọn mình không thể là ở nhà một mình được, ở nhà cứ té lên té xuống thì có lẽ là đến lúc đó quý vị cần phải chuẩn bị cho cái phương pháp là mình phải đến những cái trung tâm chăm sóc hỗ trợ chăm sóc khác, như là những cái nhà tạm trú chăm sóc cho thân nhân, những trung tâm chăm sóc và cho những người gọi là ăn dưỡng. Thì quý vị có đủ tiền để sống ở những cái chỗ đó hay không? Thì hiện giờ thì theo tôi biết thì có những chi phí là khoảng $3,000 một tháng.
cho những cái trung tâm nó thật ra nó nhiều thì nhiều, không ít thì không ít, thì tính ra $100 một ngày 24 trên 24. À, thì nếu mà quý vị hiện giờ đang đi làm, à, những người bằng tuổi Peter và mấy em còn nhỏ đang đi làm thì nên, tôi đề nghị quý vị nên để tiền trong 401 thật là nhiều. À, để dành tiền để hoặc là mua bảo hiểm long term care insurance. Thì có những người họ có mua những cái bảo hiểm đó thì họ có người chăm sóc tới họ 24/24 ở nhà để họ cho đến lúc họ qua đời, thì có những cái gọi là kế hoạch trước thì tốt hơn. Nếu quý vị không muốn mua bảo hiểm chăm sóc dài hạn thì quý vị có thể để dành tiền, thì trung bình là phải 5 năm là bao nhiêu, khoảng 92.000. Nếu mà quý vị biết là nếu quý vị chỉ có Medicare không thì chỉ có được 90 ngày, là khoảng 90 ngày đến 100 ngày thì khoảng được hơn 3 tháng ở trong nursing home. Còn ngoài ra thì quý vị phải móc tiền túi ra. Thì hiện giờ thì chính ở trong nursing home tốn 9.200 một tháng. Năm 2019 thì chúng quý vị nhân nó 12 tháng là bao nhiêu? Còn 100.000 phải không? Thì quý vị nhân lên cho là 5 năm đi. Cũng không chuẩn bị còn nửa triệu. Thì cái số tiền rất là lớn, và có những cái chuẩn bị kế hoạch chăm sóc nghe thì giật mình đó. Dạ, thì trong cái vấn đề kế hoạch chăm sóc thì một cái chuyện mà chắc nhiều nhiều quý vị cũng ưu tư là cái chuyện mà chỗ ở cho cái người thân của chúng ta, tức là tùy theo cái hoàn cảnh của người thân mình đang ở đâu. Có nhiều trường hợp mình không cách chi để mình chăm sóc ở nhà được nữa, lúc đó là người thân đó là phải có một nơi khác để mà đến để ở. Thì đó cũng là một cái việc mà nhiều người không biết là đi đâu để kiếm. Đặc biệt là nếu mà người Việt Nam mình thì một cái để đáng lo, đáng để mà bận tâm là vấn đề ngôn ngữ. Nhiều khi là đó là cái đầu tiên, là ở chỗ nào để mà mình có thể nói chuyện được tiếng Việt Nam, hoặc là cho người thân mình cũng có thể gặp những người Việt Nam. Rồi cái chuyện thứ hai nữa là vấn đề thực phẩm, ẩm thực. Nhiều khi là ăn uống đồ nước khác không có quen thì phải ăn đồ Việt Nam. Thì những cái đó nhiều khi không phải lúc nào cũng có chỗ. Nhiều khi rất là khó để kiếm được một cái chỗ như vậy. Thì quý vị có những cái thắc mắc về những cái vấn đề này thì trung tâm của chị Pauline và chúng tôi giúp để mà cố vấn, tư vấn về cái chuyện này cả. Cho nên quý vị lát nữa xin liên lạc để mà mình nếu cần một cái cuộc hẹn để tư vấn thì quý vị xin cứ gọi. Thì chắc bây giờ mình chuyển qua luôn cái vấn đề, bây giờ nhắc về cái chuyện chỗ ở rồi đó. Chỗ thì mình nói về những cái loại chỗ ở khác nhau để cho quý vị nào mà mình xem này thì mình biết được là những cái lựa chọn của mình như thế nào trong cái chuyện mà kiếm chỗ để mà cho người thân của chúng ta có nơi chăm sóc. Thì chắc bắt đầu ở cái boarding care đó chị ha. Ok, thì cho những quý vị nào hiện giờ đang có housing voucher, đang nhận được housing trợ giúp về nhà cửa, giúp về tiền thuê nhà, trước khi quý vị muốn dọn đến những cái chỗ boarding care và assisted living, quý vị nên nói chuyện với cái người worker để xin cái trợ giúp về trả tiền cho những cái boarding care và assisted living. Thì quý vị vẫn còn thắc mắc thì có thể liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hướng dẫn cho quý vị để dùng những cái, tại vì trong housing nó có một cái department là chuyên giúp cho những người đang có housing về vấn đề này. Như tôi nói là 3.000 một tháng thì quý vị đang lãnh tiền SSI thì nhiều lắm là khoảng lên được 1.000 mốt. Chút xíu nữa chị Pauline và Peter sẽ quay lại để nói thêm về cái vấn đề những cái lựa chọn về chỗ ở để cho quý vị biết thêm. Thì xin quý vị đừng dời máy, chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút quảng cáo.